khoái liền, khoái 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 khoái. Dạ, không, năm mới ai nói mình đẹp mà mình cảm thấy vậy. Bo liền chị, bo liền. Bo liền. Hôm nay uống nước nha. Hello cô. Cô thịt cuốn này. Dạ, theo quay. À, ai quên. Cái miếng này chặt cho con một nửa. Cắt nửa thôi, có ăn bánh mì liền nữa không? Miếng này để nguyên. Ờ, đúng rồi. Này cắt nửa, để xuống đi có ăn bánh mì á. Để nguyên nè. Rồi, cắt nửa, để nguyên cộng miếng để lại có ăn bánh mì. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bên nào chặt nè? Chặt bên đó đi, để bên này. Rồi, đúng rồi. Không? Chặt nó giùm con. 450 đi con. Rồi. Để ra làm hai dĩ luôn. Cho con một cái miếng này để đựng vô. Hai hộp á. Hai hộp. Ờ, quên nó hai dĩa. Không hiểu. Thấy không? Vậy là đúng rồi nè. Ờ, đúng rồi. Chào chị nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Con tưởng là con dồn vô một hộp. Có cái nào chặt để riêng à. Chưa tiền, nghĩa bông con cô. Dạ, dạ, cái này con. Nhiều đây. Chị Nga đang sổ xì bánh xe li li á. Ờ, cái cốp xe nó bị hư rồi. Em cái em mở em lấy giật lên một cái để em lấy cái nón á. Rồi lông nó nó bung ra luôn hả? Chị bá cũng ngắt luôn à. À. Hỗ trợ đi em giật ra anh thành tay á. Rồi để chú em chờ bắt tiền ra luôn. Nó dính vô luôn trong cái chìa khóa luôn hả? Dính vô không cái ổ khóa luôn rồi. À, chắc do em nặng quá em ngồi chứ. Cái này còn dựa trên cái cái sự mà tính ký nó ăn. Trời ơi em buồn quá trời quá đất rồi. Bây giờ thôi chứ không có mặt. Em tổn thương cái gì chị ơi? Bắt đầu vào đi lên nó là giảm cân nữa. Quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ 15.000 đó thôi. Quay heo quay thì quay, đừng cứ nịnh vợ người ta hoài. À, chúng này không nịnh vợ người ta là chồng ra sách giao dí đó nha. Trời ơi. Bữa nay áo đỏ, hôm qua áo đỏ, bữa nay áo xanh, bữa nay áo chạy. Mai chú mua hết mày là gặp áo vàng luôn. Áo vàng mà chú chuẩn bị dừng. Thấy không? Thấy em giữ lực giao thông giữ chừng. Mẹ bóp chú mặt áo kia. Tiếp liệm luôn à. Ủa sao mình vô duyên dữ trời. Trời ơi, chết rồi, cái mỏ này vô duyên dữ. Xuân đến thì Tết cận kề thì Lily nói là cái mỏ này vô duyên. Đó. Là con sao? Hả? Mỏ bánh mì thối 300. Không cười luôn nè, đó thấy chưa? Chê là không cười.
chào thôi chứ em không nói nữa, để Lily nói em không nói nữa. Chào mọi nhà. Anh chơi á thì em buồn, anh khen em á thì em không tin. Anh nói sao? Đó. Anh giả dối. Cặp nếu là lật hết comment ra cho coi. Chê cũng có mà khen cũng có. Đó, hôm nay ăn bánh mì tiếp hả con? Trời ơi, ngày nào má chở con đi cũng ăn bánh mì hết. Má chở ăn con đường hả? Ừ. Bây giờ sáng đi học á. Đi học á xong rồi thưởng thức bánh mì. Bác sĩ con bà Tám luôn. Né bà Bảy ra để nhắc bà Hoài tội nghiệp bà. Mắc cười thiệt không? Không, mắc cười giả bộ anh. À, Lily mắc cười giả bộ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
25 chị Nga ơi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc ngày mới may mắn nha. Đây là công việc mỗi ngày của chị Tâm. Bà con cô bác là có nhận xét là chị Tâm treo cho quay lên trước là em. Chê em. Thì đi lên không bằng. Cái khúc sao anh có nói nha. Nhưng mà chắc có đọc chê em lại buồn. Chê em. Chê em lại không tin. Bữa nay em không có nói gì nha cô chú anh chị. Em quay em không có nói gì cả. Em không nói em cũng khó chịu lắm nhưng mà em không nói gì. Còn ổ 15 không chưa, có thối tiền không anh? Không thối luôn chị Nga ơi. Tối 5.000 chị Nga ơi, trời ơi đẹp rồi các bạn ơi. Không chưa ngờ luôn. Mỗi tháng là 1 chị Nga ơi. Thấy chị Tâm chỉ treo heo quay mà chỉ nghiêm dữ không?